Dính rồi anh em ơi. Dính rồi. Ui dồi. Ui dồi. Hello anh em. Hôm nay mình chèo thuyền đi câu nè. Đi lùa cá lóc. Ở đây được hai con rồi nha. Đó. Đó, nãy giờ mê câu quá quên quay clip lại. Giờ này mình quay thôi. Quay lại cho anh em xem. Trên thuyền nó hơi lắc, anh em coi thông cảm nha. Hôm nay mình chơi con V1 đi. V1 với cái thìa mình tự chế nha. Cái thìa mình làm bằng cái muỗng. Mình chưa có làm. Để bơi ra mới dính. Hello anh em. Hôm nay mình chèo thuyền đi câu nha. Đi lùa cá lóc. Ở đây được hai con rồi nha. Đó. Đó, nãy giờ mê câu quá quên quay clip lại. Giờ này mình quay thôi. Quay lại cho anh em xem. Rồi. Trên thuyền nó hơi lắc, anh em coi thông cảm nha. Hôm nay mình chơi con V1 đi. V1 với cái thìa mình tự chế nha. Cái thìa mình làm bằng cái muỗng. Mình chưa có làm. Để bơi ra mới dính ngay đây được một con cá lóc. Quay clip là ok rồi. Bơi thuyền đi câu. Đây, giờ đây. Nãy mình mới dính ngay đây. Giờ mình ghê xích đằng đó. Mới đóng cá thẳng vậy rồi. Cá nó mắc cỡ hay sao quay phim không có táp. Cá ở đây sung lắm, có là nó táp liền. Rồi. Cá chui ở bụi chui.
Dính rồi anh em ơi. Dính rồi. Ui dồi. Ui dồi. Wow. Dính rồi nha. Một em ở trong bụi chuối. Cá chuối ở trong bụi chuối nha. Một em. Em bé tí. V1 nha. Em bé tí dần khe. V1. Đây, em cá chuối trong bụi chuối. Mình bê xuồng đi câu nha. Vô vỏ. Ui. Ba em. Tiếp tục nha anh em. Đó, dính một em nữa rồi anh em ơi. Tạ ơn Chúa rồi anh em ơi. Wow. Wow, đấy con này cá đấy. Con này khá hơn đấy. Mới có 18 giây là đã dính rồi. Đây, một em nữa nha. Ui da, cá chuối trong bụi chuối nhiều thế. Ui da, ui da. Vuột ra luôn rồi anh em ơi. Đây nghe nè. Thì một em nữa nha. Một em dần khè nữa nha. Cá chuối ở trong bụi chuối nhiều thế. Ngon lành, tạ ơn Chúa. Mới quăng có phát là dính rồi.